đau quá và còn đi đến viện hữu nghị và kiểm tra cái chụp cái máy sóng nữa thì không, và tự cầm máu thì không có bất cứ vấn đề gì về bất thường về mạch máu hay là u, và cũng gọi là chọc thủy để xét nghiệm xem là có viêm mạch não hay không, hay lao mạch não, nhưng loại trừ tất cả vấn đề đó. Nhưng đến nay thì cái hiện tượng đau ấy vẫn cứ đau, và đau nửa đầu bên trái ạ. Thế thì muốn hỏi cô, và thật ra thì hiểu cái vấn đề là yoga rất là tốt trong vấn đề phục hồi, thế nhưng để vận động không ý để chuyển sang để tập ấy ạ, thì em muốn hỏi tiến sĩ Trường Sơn là làm cách nào để vận động được không ý ạ? Tôi sẽ trả lời cái phần đau trước rồi sau đó sẽ chuyển đến cho thầy Sơn được không ạ? Thưa chị, xin hỏi là chồng chị cao 1m bao nhiêu? Cao 1m bao nhiêu? 1m67 ạ. Nặng 76kg ạ. Tay trái và tay phải, tay nào nhỏ hơn? Tay trái ạ. Chính xác. Chồng thì làm nghề gì? Chồng thì là giáo viên ạ. Giáo viên gì? Giáo viên toán. Chính xác. Xin hỏi ở đây quý vị nào cho tôi thông tin là bán cầu não phải thì thực hiện chức năng gì và bán cầu não trái thực hiện chức năng gì ạ? Bán cầu não trái là thực hiện... Có ai trả lời được được tôi không ạ? Dạ. Chị la lớn lên cũng được chị. Bán cầu não phải thực hiện chức năng gì? Dạ, cho nên á là tại sao tôi hỏi ba công việc này, là vì tôi nói với quý vị qua để cho quý vị rõ hơn về phục hồi chuyển động tự nhiên luôn. Đầu tiên tôi dùng phương pháp loại trừ cái yếu tố là bệnh lý đến từ hình thể. Ví dụ như người đàn ông này là cao trên 1m7 với 1m8 mà thì chắc chắn là người này bị gù lồi để đệm lên trên và ở hai phần gáy, thì về để kiểm tra thử. Thì nếu như bị như thế thì chắc chắn là khí lưu thông lên não bộ của thầy ở nhà sẽ không ổn định, và khi mà sử dụng cái não bộ quá nhiều để làm việc thì lúc đó sẽ gây ra tình trạng đau đầu thường xuyên và đau huyết nó thành mạng tính. Tức là gì? Đau mà chúng ta dùng thuốc nhiều nó cũng thành mạng tính, nó lờn thuốc, và đau mà chúng ta không chữa thì nó cũng thành mạng tính, thành cứ đứng đúng giờ đó là nó đau, đúng giờ đó là nó đau. Đó. Thì nếu đúng cái trạng thái đó thì chị làm ơn trời kiểm tra cái cột sống của anh nhà một chút. Còn cái câu hỏi thứ hai của tôi là bên tay nhỏ, tay nào nhỏ, tức là tay bên trái nhỏ, tức là gì? Cái cơ thể của chúng ta, cái thần kinh là nó đi chéo quý vị. Cơ thể bên phải thì được điều khiển bởi thần kinh bên trái, và cơ thể bên trái thì được điều khiển bởi thần kinh bên phải. Chính vì vậy á, khi mà cái tay trái thì giúp tôi càng khẳng định hơn, và tôi loại trừ cái phần thứ hai anh này hoàn toàn không bị những cái gì về u và toàn về u phần não, và chắc chắn là đây có sự chất lạnh trong một thời gian hoạt động của thần kinh sai lệch, hoạt động quá nhiều về một bên thì bên này nó suy yếu và đau ra sinh ra đau. Câu hỏi thứ ba tôi hỏi là thầy người này làm nghề gì, tại vì cái việc làm nghề gì nó cực kỳ quan trọng, tại vì sao? Nó quyết định được cái người đó sẽ sử dụng bộ phận nào trong cơ thể đó nhiều nhất. Thì có một mình nghề yoga PR thì chỉ có một mình nghề yoga là sử dụng toàn bộ bộ phận trong cơ thể như nhau, quý vị hiểu không ạ? Nếu bất cứ nghề gì cũng sẽ sử dụng một số bộ phận cơ thể nhất định thôi, và chính vì vậy á là tôi xác định được là cái việc thứ ba. Việc thì ba cái câu hỏi đó thì tôi muốn nói là gì, để mà cấu thành lên một mặt nó có rất là nhiều yếu tố, từ lối sống, từ bước đi, từ sinh khí, từ cách chúng ta tư duy và động tâm hàng ngày nó tạo nên mặt. Và nếu như rớt trong một trong ba trường hợp đó thì yoga hoàn toàn có thể phục hồi. Còn phần còn lại thì làm sao mà ảnh hưởng được thầy Sơn, một người đàn ông như thầy Sơn, hoặc là để thuyết phục tất cả những người đàn ông của chúng ta là đi tập yoga cho tao sẽ để về nhà mình không cần phải phục hồi, đúng không ạ? Quan trọng lắm. Thì thực ra hôm nay đáng tiếc là có cô Võ Thị Minh Huệ, là cô là thạc sĩ tâm lý lâm sàng, cô sẽ xuất hiện ngày hôm nay. Tuy nhiên cô đang trên đường từ sân bay tự bay tới đây, vì ngày hôm qua chúng ta cũng có chương trình ở Nha Trang và cô ở Nha Trang. Cô đang tới đây thì cô có thể là người dụ dỗ thầy Sơn
vào con đường này. Và xin mời thầy Sơn chia sẻ. Con chào các bạn nhé, thầy Sơn ạ. Chia sẻ gì với mọi người về chương trình này không ạ? Dạ,
nhất với tuổi tin, rồi được giao cái nhiệm vụ là phải phụ trách lớp của tuổi tin. Lớp tuổi tin của bọn mình có 20 bạn từ 10 cho đến 16 tuổi. Lớp này nó khác biệt với lớp những kỹ năng sống khác, đó là bọn mình xây dựng cho con một lối sống, lối sống của người yêu đi, nó không chỉ đơn giản học những kỹ năng bình thường, không chỉ các con chỉ có trải nghiệm mà các con thực hành. Vì vậy cho nên là mỗi buổi sáng 5 giờ sáng các con dậy để ngồi thiền tập yoga, các con có cái sinh hoạt cộng đồng cùng với nhau, kama cùng với nhau, học những giá trị sống cùng với nhau. Và đặc biệt thì các con đã có những cái trải nghiệm vô cùng thú vị cùng với các anh chị huấn luyện viên và những học viên yoga tại trại yoga của buổi chương trình. Hai lần đầu thì có hỏi các con là các con muốn về nhà chưa, thì có một vài cánh tay lắc lắc cho lên bởi vì các con nói các con muốn về đã thì thịt bò, thịt heo, tại vì là ở công ty sẽ là ăn chay. Nhưng mà đến bây giờ đến tuần thứ tư rồi thì không có ai muốn về và muốn kéo dài mãi mãi cái khóa học như thế này, bởi vì lúc mà mới vào